cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh.
Phật à Bổn à Sư à Thích Ca Mâu Ni ơi Nam mô Phật Bổn à Sư à Thích Ca Mâu Ni ơi Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu ba ngày kính mừng đại lễ Phật Đản. Trong khóa tu này chúng ta tiếp tục chương trình khóa tu là học quyển ngữ lục thiếu thất lục môn. Lục môn là sáu cửa, là dịch sát sau đó sáu cửa là chỉ cho sáu pháp môn, sáu cách tu có thể vào đến động thiếu thất, là nơi ai tu ở đó. Động thiếu thất, núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm là nơi sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma đã ngồi quay mặt vào vách 9 năm. Buồn quá quay mặt vào vách trời không? Không, quay mặt vào vách để Ngài sống với cái tâm thanh tịnh sẵn có của mình. Khi từ Ấn Độ qua Trung Hoa, thì tại Trung Hoa lúc đó cũng đã có Phật giáo, cũng đã có thiền, nhưng không phải thiền tông. Mấy quý đệ khi học Phật nên hiểu như vậy. Có Phật Pháp, có thiền, trong cái gọi là những cái pháp môn mà có duyên với chúng sanh đông độ đó, là phía Đông Nam Á này nè, thì được liệt kê gồm có 10 pháp môn. Pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền, luật tông, duy thức tông, rồi trì chú là cái gì? Mật tông là 5, rồi thiên thai tông là chuyên trì kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm tông, tôn thờ tinh thần của bộ kinh Hoa Nghiêm, rồi Tam Luận tông, rồi chấm chấm đi chứ thần lát nói trật đó, đó là chắc hẳn là nhớ có 10 tông phái. Và ở tại Trung Quốc cũng có duyên để mà tin sâu về Phật Pháp, cho nên trong thời Lương Võ Đế, nhà vua thường thỉnh các bậc cao tăng vào hoàng cung để hướng dẫn trong hoàng cung học Phật. Và vua Lương Võ Đế rất là một Phật tử thuần thành, chủ trương ăn chay trường. Trước đó Phật giáo với chế độ khất thực của Ấn Độ tùy duyên, ai cúng gì dùng đó. Nhưng từ khi Phật giáo qua tới Trung Quốc, thì vì Trung Quốc là một đất nước rất đông dân, cho nên cái chuyện cúng dường không phải đông dân mà nghèo mà cúng dường không được, mà cái truyền thống tôn giáo của ở Trung Quốc chưa có đề cao, chưa có đặt nặng vấn đề cúng dường. Nó khác với Ấn Độ, coi tôn giáo là giai cấp thứ nhất. Tôn giáo là bà là môn giáo, chỉ chung cho tất cả tu sĩ, là giai cấp thứ nhất ở trong xã hội. Giai cấp thứ hai là giai cấp tướng sĩ, vua chúa. Giai cấp thứ ba là giai cấp buôn bán, thương gia. Và giai cấp thứ tư là giai cấp lao động. Đó.
Nhưng mà có những nghề lao động phục vụ thì lại coi là không có giai cấp. Và những hạng người trong giai cấp đó đôi khi bị khinh thường. Để quay trở lại bài là gì mà khi nói tới giai cấp đây. Thì khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma vốn là một thái tử trong hoàng cung vua nước Hương Chí, hoàng tử thứ ba, hoàng tử khác thái tử. Thái tử là người sẽ được truyền ngôi, hoàng tử là con vua thôi. Thì đây là thái tử thứ ba. Và trong hoàng cung mà khi được thỉnh mời các vị đại sư vào hướng dẫn Phật Pháp, thì một hôm nhà vua có cúng dường cho tổ thứ 27 tên là Bát Nhã Đa La một viên ngọc. Thì khi vào cung để giảng pháp, để thử trình độ của ba vị hoàng tử, tổ thứ 27 mới hỏi: thế gian này có cái gì quý hơn cái viên ngọc này không? Thì hai hoàng tử đầu tiên đều nói rằng thế gian này không có gì sánh bằng với ngọc. Ngọc là quý nhất trong thế gian. Nhưng riêng hoàng tử thứ ba là Bồ Đề Đạt Ma sau này đáp rằng ngọc là quý nhất thế gian, nhưng nếu mà so ra thì trí bảo quý hơn ngọc. Trí bảo quý hơn ngọc. Và nếu so với cái sáng thì cái gì sáng nhất? Cũng đáp rằng ánh sáng của ngọc rất là sáng, sự trong suốt thanh tịnh của ngọc rất là tuyệt vời. Nhưng vị hoàng tử thứ ba đều bác bỏ. Tâm thanh tịnh trong sáng hơn ngọc. Và cái trí sáng của tâm, trí quan mới quý, chứ không phải là cái sáng của ngọc là quý. Và qua những lời đối đáp như vậy thì tổ biết đây là người có căn tính đại thừa. Tôi muốn dẫn chứng điều này một lần nữa trong khóa tu để biết rằng trong cuộc sống những lời đối đáp của chúng ta nó thể hiện căn tánh của chúng ta, căn khí của chúng ta. Căn tánh là những cái hạt giống chúng ta đang huân, những khuynh hướng chúng ta tiến đến và cũng trình độ của chúng ta trong cuộc đời. An lạc, trí tuệ hay bị trói buộc, không giải thoát. Nó thể hiện như vậy. Nhưng mà thể hiện không phải để phân biệt giai cấp, mà để chúng ta biết mà vươn lên. Và thưa đại chúng, sau cái lời trình kiến giải đó thì tổ thứ 27 biết đây là bậc pháp khí. Và sau đó quả thật hoàng tử đã xuất gia và được truyền tâm ấn. Đồng thời thời gian đó tại Trung Quốc, triều đình Lương Võ Đế khi thỉnh các vị cao tăng vào giảng pháp, cả triều đình đều thấm nhuần đạo lý. Vua Lương Võ Đế rất là thâm hiểu về Bát Nhã và đã thọ Bồ Tát giới. Nhà vua ăn chay trường và thường đắp y Bồ Tát giới của cư sĩ để mà giảng đạo, giảng kinh. Mà mỗi lần giảng kinh như vậy thì trong kinh ghi rằng hoa trời rơi loạn, tức là hoa ở cõi trời chư thiên cũng đến nghe và tán hoa, rải hoa cúng dường. Còn riêng một vị thứ hai cũng là một điều lạ, để chúng ta thấy được cái nhân duyên của Trung Quốc đương thời, trong triều đình của Lương Võ Đế đương thời. Vị thái tử Lương Chiêu Minh, trong khi cùng với phụ hoàng, mẫu hậu
và các quan đại thần nghe pháp, thì Thái tử Lương Chiêu Minh là người đủ sức hiểu được ý nghĩa sâu sắc của Kinh Kim Cang và đã phân đoạn Kinh Kim Cang làm 32 đoạn. Chứ nếu chúng ta có duyên đọc thẳng chánh văn Kinh bằng chữ Hán tự, chúng ta sẽ thấy nó một mạch từ đầu tới đuôi, không có cắt, không có ngắt gì hết, không ngắt đoạn. Thì Thái tử Lương Chiêu Minh là người ngắt đoạn 32 đoạn và đưa cái đề mục ý nghĩa từng đoạn. Và lúc đó tuy Phật giáo hưng thịnh, thiền cũng được truyền bá, nhưng đó là loại thiền của tiệm tu thứ lớp, có đề mục để tu, có phương pháp để tu, khác với thiền tông. Thưa đại chúng, có phương pháp để tu không? Không, thật ra không có phương pháp đâu, mà trở về tâm thôi. Còn cách mà chúng ta phương pháp để tu có nghĩa là chúng ta tiệm tu để điều phục lúc ban đầu. Chứ cái căn bản của thiền tông là nhận thẳng. Vì thế nên những câu chuyện quen thuộc chúng ta thường nghe, thí dụ như Bá Trượng Hoài Hải mà đi theo hầu Mã Tổ, khi thấy bầy chim le le bay qua, Tổ chỉ là cái gì? Là đang thử. Dĩ nhiên trước khi thử cũng phải có học một thời gian. À, là cái gì? Người thị giả lanh miệng đáp: mô Phật, bầy le le. Có khi không kịp mô Phật nữa, bầy le le. Và khi mà nói bầy le le rồi thì Tổ gạn lại lần thứ hai: đâu rồi? Tại vì chim thì nó bay chứ nó đâu phải nó đậu, nó bay mất rồi. Hỏi đâu rồi, chỉ tiếp. Thì người đệ tử cũng tiếp tục trả lời: bay qua mất rồi. Mình nghe mình thấy hiểu liền. Bầy chim đang bay dễ hiểu. Bay rồi mình hiểu không? Dễ hiểu. Nhưng mà đối với Tổ thì sao? Chưa được. Và có một thời gian nhiều huynh đệ không bằng lòng chỗ này. Tại vì nó làm sao thấy vậy mà sao chưa được. Thì trong khóa tu này chúng ta đã đủ duyên được nghe để hiểu. Một chút nhắc lại nha, nếu tôi chưa nói chỗ ly tướng. Thì khi mà thấy đệ tử trả lời như vậy, Tổ liền vặn lỗ mũi thật mạnh, đào điếng. Thì người thị giả này liền la lên: ú da, ú da. Nhưng khi nghe Tổ khai thị, sao không nói bay qua mất đi, thì liền tỉnh ngộ. Vậy thưa đại chúng, bốn giai đoạn. Ba lần hỏi, một lần không còn hỏi nữa, không bằng văn tự nữa. Chúng ta coi mình có kẹt giống như vậy không trong cuộc sống cho đến bây giờ. Nếu mà mình không có nỗ lực á, thì mình sẽ theo tập khí. Thấy cảnh thì mình liền rất là lanh, nói tên nó liền, rồi cần là mình phê bình luôn. Thường là mình cho như vậy là khôn lanh, nhưng thật sự đó chính là cái lỗi chưa tu. Vì tu thiền muốn có kết quả phải ly tướng. Phải ly tướng, tức là ngay tướng mà ly tướng. Mà ly tướng để làm gì? Thay vì mình phóng ra để mình trụ ở trên các cảnh, thì chúng ta gọi là phản quan tự kỷ, để nhận ra cái giờ phút mà tiếp xúc với cảnh đó, đối cảnh đó, từ nơi mình thế nào, chứ không phải cảnh thế nào. Cảnh thế nào mặc cảnh. Nhưng mà chúng ta nói lại, phải đủ duyên lành để hiểu, đủ duyên lành để chấp nhận. Và quan trọng nhất là đủ duyên lành để chấp nhận, sống một cách trí tuệ giải thoát. Còn nếu không, chúng ta vẫn cho thấy cảnh là bình thường. Công nhận bình thường. Bình thường. Nhưng mà cái này là phi thường.
siêu xuất. Đó, thì tùy mình chọn thôi, chứ không có bắt buộc. Câu thứ nhất, trả lời là cái gì? Tổ có phải không biết đó là con chim cho nên hỏi là cái gì không? Không phải. À, khi hỏi là cái gì, mình liền trả lời ngay cái cảnh đó, nói nghĩa là chính xác tên, mà nếu cần mình sổ tiếng Anh luôn. Bày le le tiếng Anh là gì ta? À, sổ tiếng Anh liền ha. Rồi cần thì nói tiếng Hoa, cần thì nói tiếng Pháp, tiếng Nhật lung tung. Còn bày le le là tôi đang kêu bằng bằng tiếng Việt Nam. Rồi cái thứ hai, đâu rồi? Khi trả lời như vậy, đệ tử đang trụ tướng theo cảnh. Hỏi đâu rồi một lần nữa để check lại. Tại vì giai đoạn đầu mà trả lời như vậy, nhiều người nói đâu có thắng loạn đâu, thấy gì nói đó, mà cũng không phân biệt nữa, vậy là tốt rồi. À, thì tổ thử lần thứ hai, đâu rồi, bay qua mất rồi, thì càng xác định vẫn đang trụ tướng theo cảnh. Có ai cãi nữa không? À, trụ tướng theo cảnh. Thì lần thứ ba mà tổ, khi nói bay qua mất rồi mà tổ nhéo, nhéo lỗ mũi, buồn cười lắm. Có những đạo tràng đến đây được tôi nhắc nhở câu chuyện này. Câu chuyện này tôi thích, tôi hay nhắc, tại nó dễ hiểu, ngắn gọn dễ hiểu. Thì trong đầu tràng có những em thanh niên cũng rất là thuần thành, liền về hỏi với mẹ và hỏi mấy cô thường sinh hoạt tại vô u, hỏi rằng có phải trả lời trật rồi tổ phạt cái tổ nhéo không? Thay vì giống như đánh gì đó thì nhéo không? Có phải vậy không? Không. Nhéo lỗ mũi là tiếp tục khai thị, không còn chỉ bên ngoài mà chỉ ngay cái gọi là cái bí mật sâu kín ngay nơi mỗi người. À, khi nhéo lỗ mũi thì đau điếng. Cái gì có cái đau xuất hiện? Từ đâu? Chỉnh cái chỗ đó. À, cho nên khi nhéo như vậy thì la uya uya, thì tổ mới kết hợp lần thứ hai, bay qua mất rồi. Nếu nó bay rồi thì nhéo nó còn không? Nó có biết đau không? Nó chưa từng bay. Quý vị thông minh á, học thiền nếu có thông minh một chút á, nghe hiểu được thích lắm, mình ứng dụng trong cuộc sống. Cái thấy biết rõ ràng này chính là diệu dụng từ tâm thanh tịnh, mà đó là tâm thể bất sanh bất diệt. Và khi truyền đạo chính là truyền dạy cho mình nhận ra cái tâm thanh tịnh, gọi là tịch diệt, lặng lẽ, bất động và bất sanh bất diệt này ai cũng có. Và từ tâm bất sanh bất diệt này mà lỡ mình bệnh và mình chết, mình có sợ hãi chết là hết không? Không, chết không hết. Nhưng mà không phải bắt mình tin liền đâu, hãy suy tư đi, chết không hết. Thân xác này chết có hết không? Thân xác này chết còn không hết, huống gì về mặt tâm linh, chết không hết, mà là chuyển hóa. À, quý vị thấy đó, cái thân xác này có nhiều cách để xử lý. Thường ngày xưa là địa táng, chôn. Và chôn rồi thì sao? Nó sẽ dần dần hủy hoại. Thân được kết hợp bởi bốn chất. Nếu nói theo cổ xưa, ngôn ngữ của giáo lý cổ xưa thì gọi là đất, nước, gió, lửa. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì nó là vừa là chất cứng, chất nước, chất khí và chất nóng. Phải không? Moving, chuyển động. Nói theo ký hiệu của hóa học thì là CHON. Đó, nhớ cái chữ đó cũng dễ nhớ. C là carbon, tạo thành cái xương, vân vân. H là hydrogen,
thì chính là không khí. Nước hay không khí? Nước. Nước. Ô là oxy, là gọi là nguyên chất để tạo thành không khí. Và cuối cùng N, nitrogen, là tạo nên năng lượng. Và thưa đại chúng, trong cuộc cái thân của mình khi kết hợp đủ các cái khí đó thì sống. Hơi thở vừa không có là chết liền. Nước thiếu cũng chết, nhưng mà có thể thời gian dài hơn cái không khí. Cơm mà không ăn, có người nói cơm không ăn chết liền. Không chết đâu, thử đi chưa chết liền đâu. Cái cơm về chứ khi mình không ăn thì sao? Những cái còn chứa trong thân nó sẽ ra để nó nuôi, không sao. Còn nước mà không uống thì có khi nó khô, nó cũng có thể chết sớm hơn là cơm. Nhưng đặc biệt là hơi thở thì sao? Chết tức khắc á. Cho nên trận khổ mà ngộp hơi vì một điều kiện gì ngạt hơi, chết nhanh lắm. Đó, thì đại chúng xin quay lại bài. Và khi chết là trả về. Người chết thở hơi thở cuối cùng là trả cái gì? Trả không khí. Và không hít vào nữa. Rồi bắt đầu cái gì? Khi chết là cái hơi ấm của thân lạnh dần. Và khi lạnh nên nhớ nha, mỗi người có cái chỗ lạnh, cái chết nó khác nhau. Thường thông thường là chết từ chân lên, nhưng mà có người chết từ đầu xuống, từ tay vào. Và tùy cái hơi ấm còn lại nơi đâu, thì theo những bài kệ nói rằng nó sẽ nói lên chỗ tái sanh của mình. À, nếu cái đầu, trên phần đầu mà nóng còn lại sau cùng thì xin về cõi lạnh. Ngay cái phần ngực, phần tim mà nóng thì xin về cõi người. Phần bụng mà nóng cuối cùng lạnh hết, còn chỗ bụng nóng á thì xin về ngạ quỷ, vân vân, xuống địa ngục, súc sanh gì đó ở phía dưới, phía chân. À, thì nhưng mà nói như vậy rồi đừng có tò mò rờ khi mà cái phút làm chung đôi khi là sẽ làm cho người mất đó khó chịu, không vui. Thì nó cũng khiến cho người đó sân si lên, không tốt. Cứ nghe nói cái để nhớ, để rợ đó. Bây giờ nói tới cái gì đây? Khi mà học đạo chính là mình tâm chết rồi không mất. Vì đó chính là tâm thể thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Giờ này mình có không? Có. Và nếu sống được với tâm đó rất an lạc, rất hiền lành, dù gặp chướng duyên cũng không thành vấn đề. Nhưng mà thường điều đó sao mình nói đọc tới đâu thì mình thấy mình làm khác à? Là vì sao? Mình không sống trọn vẹn với tâm thể vắng lặng, thanh tịnh, bất động, mà mình sống với tâm chấp ngã. Cho nên nó rất dễ sân si. Cái gì không vừa ý nó thì nó nổi cơn liền. Và khi nổi cơn thì ai khổ trước? Mình khổ trước. Đó. Và chính vì như thế mà mình đã chuyển cái tâm mình từ tâm thanh tịnh bình đẳng giống Phật, nó trở thành tâm ô nhiễm. Nó giống như môi trường ô nhiễm vậy đó. Quý vị nhớ môi trường ô nhiễm có lợi cho chúng ta khi sống không? Không có lợi. Vậy tâm sân si là môi trường ô nhiễm. Quý vị biết điều này chưa? Hình như chưa biết đó nha. Chứ ô nhiễm môi trường là mình đã lo rồi đó, chưa biết đó. Như ở đây, môi trường ô nhiễm thì liền có máy lọc. Bây giờ này có hoạt động không? Có máy lọc liền ở đây. Thôi bấm máy một cái đi. Đó. Vậy, tâm mình ô nhiễm có lọc được không? Ai biết lọc được xin giơ tay lên. Lọc được không? Lọc được nha, lọc được tâm nha. Ô nhiễm là dễ tham, dễ sân, dễ si, dễ buồn. Có người không có làm gì hết, buồn đó, buồn hoài. Nhưng mà buồn là tâm có bị ô nhiễm không? Ô nhiễm bệnh lắm mà nha. Buồn nó dễ đưa tới bệnh. Và sẽ chết sớm không? Chết sớm.
buồn vậy, không có sống dài đâu. Mà mình thích sống dài thì mình nên vui hay buồn? Nên vui. Đó. Và xin nói lại, có thể lọc tâm được. Lọc tâm bằng giáo lý của Phật, bằng những pháp tu. À, mà tu thiền là một cách lọc tâm. Các pháp tu khác cũng có thể lọc tâm. Ăn thua mình làm có cái sự định tuệ trong khi thực hành hay không. Lại Phật tụng kinh cũng là một cách lọc tâm, dừng vọng tưởng, sân si. Chứ có người cũng niệm Phật vậy đó, tụng kinh vậy đó, nhưng nói hôm nay tôi nghỉ chút để tôi chờ bà này tôi thanh toán bà. Thì nếu vậy thì dừng lọc rồi, ô nhiễm tự do rồi đó. À, thì thưa đại chúng, nói cho vui vui nhưng mà sự thật là như vậy. Cho nên cố gắng. Bây giờ xin vào bài học. Hai hôm nay chúng ta học để biết rằng khi mà đến được với Phật giáo, với Thiền Tông là chúng ta đang được chư Phật, chư Tổ chỉ dạy cho mình nhận được cái tâm thể thanh tịnh, bất động, bất sanh, bất diệt. Mà muốn nhận được thì mình phải tin và mình phải hiểu. Đó, vậy thì hôm nay đại chúng nhận được chưa? Có ai đang nhận tâm thanh tịnh đó không? Xin giơ tay lên nếu ai đã nhận, đã tin, đã hiểu. Cố gắng. Và đôi khi mình cũng quên. Thay vì nhận tâm thanh tịnh, mình lại nhận cái tâm mà kêu bằng ô nhiễm, tham sân si. Thì mình liền buông liền. Thấy liền buông liền. Vì khi mình nhận tâm tham sân si, chắc chắn mình phải trụ tướng. Mình nhớ một điều gì đó mình mới giận được. Không nhớ cái gì hết giận được không? Đâu được. Phải có nguyên nhân. Phải nhớ cái gì đó. Phải bực bội bởi một cảm thọ nào đó. Thì hôm nay chúng ta thấy mình trụ tướng sai, liền buông. Câu chuyện mà chúng tôi hay nhắc về bầy le le đó, chúng tôi xin nhắc trước. Hai vị tổ này chúng tôi hay quên lắm, lẫn lộn. Vị tổ thứ nhất mà bầy le le là Ngài Bá Trượng Hoài Hải. Thuở nhỏ đi chùa nhờ mẹ dắt vào chùa lại Phật. Thì khi nhìn lên cái tượng mà mẹ bảo lại á, thì cậu bé này rất là thông minh, hiền lành mà thông minh, hỏi mẹ: đó là ai vậy? Là gì vậy? Bà mẹ trả lời: đó là Phật. Thì chú bé liền nói: hình ảnh cũng giống người. Mà mẹ nói là Phật và mẹ nói con lại, vậy tương lai con cũng làm Phật. Đó là một căn lành, những đại chúng. Giữa bao nhiêu việc mà mình chọn một cái của mình thì nó phải có nhân duyên. Và cái chú bé khi đi lễ Phật với mẹ nói rằng con sẽ làm Phật, không phải lời suông. Sau đó đã đi xuất gia rất sớm và trở thành chú tiểu và trở thành Tổ Bá Trượng, một vị đại sư mà dưới tay độ trên 1.500 tăng chúng. Không phải nghĩa là tầm thường. Và một chú tiểu thứ hai chúng tôi cũng phải ráng lắm mới nhớ, chứ không thì nó vừa lộn qua với Ngài Hoài Hải. Đó là Tổ Long Đàm Sùng Tính, nhà ở gần chùa, và thường đem bánh vào chùa cúng dường. Và khi đem bánh cúng dường như vậy thì hòa thượng trụ trì thường nhận, và trong buổi ăn giơ cái bánh lên hỏi là cái gì, và sau đó thì liền để dành chừa lại, trả lại, tặng lại cho thí chủ cúng dường là cái gia đình chú bé đó. Thì Ngài Long Đàm Sùng Tính lúc đó mới hỏi: sao con đem bánh cúng dường mà thầy lại trả cho con? Thì tổ nói có sao đâu, ông cúng dường bây giờ trả lại ông cái sẵn có của ông, trả lại chú, tặng lại chú cái sẵn có của chú.
thì chúng tôi cho rằng đó cũng là một cách giáo hóa, nên rút kinh nghiệm để nhắc nhở cho thanh thiếu niên, thanh thiếu nhi khi về chùa được giáo hóa từ nhỏ. Và bây giờ chúng ta khi ôn sơ lược cái phần căn bản bài học những hôm nay rồi, mấy hôm nay, thì bây giờ chúng ta tiếp tục cái quyển Ngộ Tánh Luận là cửa thứ 5. Thiếu thất lục môn, chúng tôi nhắc lại lục môn, lục là 6, môn là cửa. 6 cửa, thiếu thất là vào động thiếu thất, và đó là nơi sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi từ Ấn Độ phát tâm giáo hóa, đem thiền tông qua Đông Độ, và cái nơi đầu tiên tổ ghé chính là triều đình của Lương Võ Đế. Nhưng Lương Võ Đế chưa có duyên với thiền tông, cho nên khi hỏi thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa, được nghe trả lời như thế nào? Rỗng thênh không thánh. Thì Lương Võ Đế không hiểu, và từ cái không hiểu này không phát tâm, cho đến khi tổ quyết định ra đi, thì lúc đó được các vị hòa thượng nói rằng đó là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Lúc đó mới tiếc nuối muốn thỉnh cầu. Nhưng mà các vị hòa thượng, trong đó có hòa thượng Chí Công, nói rằng người cả nước thỉnh cầu cũng không bao giờ trở lại. Đó. Thì sáng nay chúng ta sau những phần chi tiết của cửa thứ 5 này, thì cái căn bản giới thiệu đạo là tịch diệt là thể, và tu thì lấy ly tướng là tông. Và chúng ta đã lần lượt được nghe khai thị những điều rất là vi diệu. Và ôn lại bài sáng nay: phàm đem tâm cầu pháp là mê, chẳng đem tâm cầu pháp là ngộ. Mình nghe là mình dội liền á. Tại vì theo trình độ của mình, ai đem cái tâm cầu pháp, tâm càng tha thiết, thì mình cho là người đó ngộ. Mà ở đây lại nói là mê, chẳng đem tâm cầu pháp mới là ngộ. Nó khác hẳn mình liền. Đó, thì nghe giải thích chúng ta mới hiểu. Đem tâm cầu pháp là mê, vì pháp mà chúng ta cầu là pháp gì? Đi cầu có nghĩa là mình chưa có, là một. Và cầu nữa là mình tìm cái tâm bên ngoài. Đó, hai cái đó là hai cái sai. Sở dĩ tổ báo cho biết cầu pháp mà kiểu nào mới là ngộ, mà đôi khi cầu pháp có vẻ tốt mà làm mê. Vì cầu pháp lấy gì mà cầu? Và chữ pháp này chúng ta thường nghĩ đó là giáo lý của Phật, nhưng mà thật ra cầu pháp chính là bản tâm thanh tịnh sẵn có của mỗi người. Đó, pháp đó mới là bản pháp, đó là pháp gốc. Nếu giấy tâm cầu pháp thì mê, vì pháp đó chính là tâm thể sẵn có của mình. Mà còn giấy niệm đi tìm nữa thì chính là mình đang chạy tìm trong mê và tìm bên ngoài. Đó, vậy huynh đệ nghe tới đây rồi thì biết bao giờ mình cũng xoay lại phản quan để nhận ra tâm thể thanh tịnh của mình từng giây từng phút đang hiện tiền, đang có mặt. Vậy sở dĩ chẳng đem tâm cầu pháp là ngộ, có phải là mình cứ buông lung là mình ngộ không? Không phải. Nghĩa là ngay nơi đây mà tâm của chúng ta lặn xuống tất cả vọng tưởng, khổ đau, phiền buồn, thì chúng ta liền thấy nó, thấy cái tâm thanh tịnh, an lạc, giải thoát, bất sanh bất diệt sẵn có, chứ không cần tìm ở đâu bên ngoài. Đó, cho nên không tìm mà ngộ là như vậy.
quay lại nhận được tâm sẵn có. Thì đây là ôn một chút để chúng ta qua bài mới. Chẳng mắc kẹt văn tự gọi là giải thoát. Chẳng nhiễm sáu trần gọi là hộ pháp. Vậy tập trung vào giải thoát thì chúng ta được khai thị rằng người học kinh mà không mắc kẹt văn tự thì người đó giải thoát. Còn phần đông chúng ta học kinh, chúng ta có kẹt văn tự không? Kẹt văn tự, đọc thuộc lòng thôi. Có khi trân trọng quá, tụng kinh gõ mõ thôi rồi dẹp rồi thôi. Hỏi ở trong kinh nói gì nó đâu có biết đâu. Nhất là đọc âm Hán Việt là còn thua nữa, không hiểu gì hết. Như vậy mình có kẹt văn tự không? Mình tưởng chỉ đọc như vậy đó rồi à. Nhưng mà kinh nó giống như tòa thuốc vậy đó. Phật dạy, Phật hướng dẫn tu hành thì mình phải lắng nghe và phải hành trì, có hiểu rồi hành trì. Thì hôm nay không phải đọc kinh, tụng kinh là dở, nhưng mà quan trọng bổ sung là phải hiểu và hành trì. Đó, bổ sung như vậy, thiền nhắc nhở thêm, chứ không phải bác bỏ việc tu hành của huynh đệ. Một thí dụ nhỏ, Hòa Thượng chúng tôi thường giảng nương theo lời khai thị của Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hà Từ để cho đại chúng được lợi ích. Và bên cạnh chúng tôi cũng đem những thí dụ của Thiền Viện Vô U để cho nó gần gũi, vui vẻ khi chúng ta tu. Trong Kinh Kim Cang có nhắc là phải độ chúng sanh. Mà độ như vậy thường chúng ta nghĩ là ai? Độ người ngoài. Độ người ngoài cho vào vô dư niết bàn. Mà hiểu như vậy rồi thì mình có hành trì được không? Không. Thật ra ai ban đầu cũng hiểu sai hết. Ngay cả Hòa Thượng trước khi gặp Thiền Tông, Hòa Thượng có hiểu sai không? Hiểu sai. Cho nên Thầy nói rằng cứ tưởng các bộ kinh Đại Thừa là đem thờ thôi, chứ không hành trì được. Nhưng với tâm tha thiết, Thầy nỗ lực tìm hiểu và hành trì, thì cuối cùng biết rằng mình chưa hiểu, còn kẹt văn tự. Độ sanh này là phải độ tự tâm, độ tâm của mình. Và độ nó đến đâu? Độ vào niết bàn. Và được vào niết bàn lúc nào? Tâm làm sao lặng xuống sân si phiền muộn. Mà có khi không sân si phiền muộn, mà nó phải lặng và tỉnh sáng. Chứ nhiều khi mình điều tâm lặng mà nó không tỉnh sáng, vẫn thiếu. Đó. Mà nếu như vậy thì mình được giải thoát. Ngay trong kinh nói mà nhận được cái ý như thế thì mình giải thoát. Còn nếu không hiểu như vậy thì thật là khó, không biết làm sao mà hành trì được. Nhưng mà phước duyên để hiểu và hành trì được cũng là một duyên lành rất là lớn, chứ không phải dễ đâu. Tới đây chúng tôi nhớ chuyện vui mà cũng xin lỗi đại chúng ha. Chuyện gì mà thiệt thì hay kể trùng lắm, kể hoài. Tại vì hãy nhắc lại là nó trùng giống như vậy ha. Câu chuyện này chúng tôi kể khi ở Việt Nam có duyên ngày rằm á. Ngày 30 chúng tôi hay đi giảng pháp ở các chùa. Thường 30 rằm thì chúng tôi được thỉnh từ Viên Chiếu đi về Long Thành, đi về hướng Nhân Trạch. Chúng tôi giảng ở một chùa ni, giờ cũng quên tên rồi, chùa Quang Mỹ. Và ở chùa đó chúng tôi có duyên với ni chúng và Phật tử, cho nên còn giữ được cái không khí tối đêm rằm, quý vị vì chùa đông lắm nghe giảng. Thì một hôm sau khi mà chúng tôi giảng rồi thì có một cậu thanh niên chờ xin gặp tôi. Nói con tin rằng sư mà nghe chuyện gia đình con là sư sẽ giúp gia đình con an lạc. Còn hiện giờ con có mẹ già, con muốn báo hiếu á.
nhưng mà mẹ con thường phiền muộn mà con cũng phiền muộn luôn. Thì tôi mới hỏi chuyện gì, em nó mới kể ra. Nó nói con đi làm và mẹ con già rồi, thì với cái tâm hiếu thảo con mong mẹ con đi chùa rồi về tu tập cho được an lạc. Nhưng mà mẹ con ha, ban ngày không tu đâu, đợi giờ tụi con đi làm về mệt rồi, tụi con bắt đầu ăn rồi vào ngủ, để mai dậy đi làm, mẹ con bắt đầu lên thời quả công vụ, tụng kinh, đánh chuông, đánh mõ thiệt là to. Thì tụi con ngủ rất là khó, mà năn nỉ mẹ con không dời cái giờ tu tập. Ban ngày rảnh xong tụng đi, rồi giờ đó thôi ngồi thiền niệm Phật gì yên ổn, cho cả nhà yên ổn ngủ nghỉ, không năn nỉ được. Thì con tin rằng với cái lực tu đạo lực của sư, sư sẽ giúp mẹ con thay đổi và cả nhà con sẽ vui vẻ. Thì tôi mới chờ bà má đó, tôi mới hỏi thăm. Thì bà má nói, sư ơi, con đi nghe giảng rồi, con biết ai mà hiểu đạo mà hành trì có phước lắm. Cho nên con muốn mấy thằng con phải có phước. Cho nên con canh cái giờ mấy đứa nó về đó, nó nằm ở trong đó rồi nó không chạy đi đâu được, con tu cho tụi nó có phước đó. Chứ đâu có phải là con không nghĩ thương tụi nó đâu. Chứ còn bình thường mà con tụng nó đâu có nghe. Con tụng ngày thường giờ cái giờ rảnh thì dễ rồi, mà phải giờ chờ nó vô mùng hết, đâu đó nằm hết. Là bắt đầu ở đây con tụng ha, con gõ, ít nhất nó nghe tiếng chuông. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ nó cũng đỡ đi ha. Cho nên con cũng phải đánh tiếng chuông thiệt to, con biểu nó sắm cho con chuông to, mõ to để con đập cho cả nhà tụi nó nghe. Là giờ ngủ là không đi đâu được, phải nghe con tụng thôi. Con tụng không hay con cũng phải la lên đó. Thì là một câu chuyện vui có thật. Thành ra xin lỗi nha, mai mốt có kể lại cũng giống hệt vậy thôi, tại vì là chuyện vui, chuyện thật. Thì thưa đại chúng, mình tưởng độ bên ngoài, chứ đâu biết độ chúng sanh là độ ai? Độ mình. Vậy mà có độ không ta? Ở đây có độ không? Mình có độ mình không? Khi phiền muộn, không đợi phiền muộn, khởi vọng tưởng thôi là độ rồi. Mà người tu giỏi nữa là độ từ bao giờ? Đã, xin trả bài. Người độ rồi mời Khánh Nguyện phát biểu y hệt như đang nói nha. Nói tên đàng hoàng đó, đi vào lịch sử đó. Mà tôi nói trước nha, trong khi mà được nghe lại bài giảng này, Phật tử rất thích lời phát biểu của quý vị. Và cũng khen mấy cô quý Phật tử mình hiểu đạo ghê nha. Nhưng mà tôi cũng đề nghị phải nói tên để người ta nhớ lời đó là của tác giả đó. Dạ mô Phật, kính bạch sư phụ, con kính nguyện. Khi được sư phụ và sư ông dạy thì mình trước nhất là mình độ chính mình. Mà khi nào độ thì lúc nào mình cũng độ được. Nhất cái dễ nhất là khi ngồi thiền, những cái tâm vọng tưởng của mình đó mình làm cho nó biến mất đi, tất nhiên cũng là một cái hình thức để độ. Làm biến mất bằng cách gì? Là mình, cái tâm mình còn vọng tưởng, không có ngủ gục đó, mình còn thức đó. Mình biết mình suy nghĩ đủ thứ, suy nghĩ người này người kia, thì mình làm cho nó biến đi, mình không nghĩ tới nữa, thì tất nhiên là mình cũng đã độ được cái vấn đề đó. Khó nha, làm cho nó biến đi khó đó. Thật ra rồi, đó là một cách phát biểu. Huynh đệ nào phát biểu nữa không? Làm sao độ mình? Cái này là ngồi thiền mới dớt thêm là tu bất cứ lúc nào ha. Chứ hồi nãy nói có ngồi thiền không à, thì cũng ok. Mời huynh đệ nào phát biểu thêm một vị nữa. Nói không? Phương Mỹ, rồi. Bạch thầy, con pháp nhân Phương Mỹ. Thưa thầy, bất cứ xúc sự nào á, nhiều khi nó cũng xôn xao, hay nhiều khi cũng hơi có chuyện thầy, nhưng mà thấy liền cái rồi thôi cũng ngưng buông luôn. Ngưng lại thì, ha. Dạ. Vừa biết
và không theo nó chính là độ nó. Còn nếu mà nó khởi lên mà mình bị lôi cuốn theo thì ai độ ai? Nó độ mình. À, nên nhớ vậy, nó độ mình nha. À, còn nếu mình biết và mình làm chủ, mình không theo nó thì mình đang độ nó. Và khi độ rồi thì sao? Mình sẽ được vào Niết Bàn. Mà nó cũng vào Niết Bàn trước, mình mới vào Niết Bàn sau. À, chứ nó còn dắt mình đi lung tung thì đi đâu? Luân hồi sanh tử khổ đau. Hết nhớ chuyện này tới nhớ chuyện khác. Mà còn khoe con nhớ dai lắm. Mà tôi nhớ dai mà phiền muộn thì có phải là phước đức không? Hay tai họa? Tai họa đó. À, cho nên nhớ chỗ này. Vậy điều thứ nhất mà kẹt văn tự chính là không có hiểu. Và khi hành trì nó sai lệch thì nhờ chúng ta ở trong thiền viện, nhờ cái tâm từ bi và trí tuệ rộng lớn của Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hạ Từ, chúng ta hiểu và không còn mê lầm như vậy. À, tuy vậy việc điều tâm thấy dễ mà không phải dễ, vì tập khí nhiều đời. Nhưng trước nhất mình có làm đi, rồi đạo lực mình mỗi ngày sẽ kiên cố hơn, trí tuệ mình mỗi ngày rộng hơn, lớn hơn, thì mình tự nhiên có năng lực làm chủ được trọn vẹn hơn. À, điều thứ hai mà chúng ta cũng sẽ không hiểu được là không nhiễm sáu trần thì gọi là hộ pháp. À, vấn đề thứ hai. Ở đây, Hòa Thượng nhắc nhở rằng mình luôn luôn phải không nhiễm sáu trần thì mình mới đang hộ pháp. Mình đang hộ pháp. Còn bây giờ mọi người nghĩ hộ pháp ý nghĩa khác. Khi nghe giảng kinh rồi mình ủng hộ tài vật thì gọi là hộ pháp. Thì cái hộ pháp này là sao? Mình chỉ ủng hộ vật chất bên ngoài thôi. Chứ thật ra chư tổ muốn nhắc nhở chúng ta khi đến đạo tràng, khi nương tựa tam bảo, mình không để tâm bị nhiễm sáu trần thì đó mới là hộ pháp. Không nhiễm sáu trần. Mà nhiễm là sao? Sao gọi là nhiễm? À, thấy dính. Dính là trụ, mà dính mắt rồi là sao nữa? Dính mắt thường là nó đi qua phân biệt. Phân biệt rồi sao? Cái tiếp tục phân biệt. Đây là lục thô nè, sáu tướng phiền não nè. Phân biệt, tiếp tục phân biệt. Cái càng phân biệt cái mình càng hăng. Hăng cái gì? Sân si. À, phân biệt. Chấp cứng. Chấp cứng, mình là đúng, người ta là sai. Và quá sai khi mình phân biệt. Và chấp cứng rồi mình sẽ đặt tên, đây là thiện, đây là ác. Mà hầu như người ta là ác hết á. Mà hầu như ai thiện, mình thiện hết á. Đó, mình chấp cứng như vậy đó, mình đặt tên như vậy rồi thì mình sẽ tạo nghiệp, mình sẽ hành động. Hiền hiền đó là mình im lặng. À, còn nếu không thì mình sân si, nổi cơn, có thái độ. Đó, im lặng là thái độ hiền rồi đó. Nhưng mà vẫn là vô minh, dĩ nhiên tạo nghiệp sẽ khổ đau. Cho nên đại chúng nên nhớ lục thô này như là những điều quan trọng để bảo vệ cho mình, cho pháp thân của mình. Nếu cái thân thể này mình cũng phải biết bảo vệ nó, thì pháp thân, cái tâm thể thanh tịnh chính là pháp thân của mình. Mình cũng phải biết bảo vệ, không để lục thô nó chi phối. Mà muốn lục thô không đi chi phối thì mình phải đề phòng từ tam tế. Ba cái điều bắt đầu là mình đã dè dặt rồi. Tam tế là gì? Vô minh trụ tướng. Trụ tướng đó đã là vô minh. Vừa nghe là mình dính mắt, mình sợ quên, mình ghi liền, mình thâu băng liền. À, vừa nghe mình dính mắt, mình gọi điện thoại, mình chia sẻ với cái người mà cùng phe với mình liền. Thì đó là vô minh trụ tướng, dính mắt. Mà trụ tướng, ngay khi vừa trụ tướng thì điều gì xảy ra? Sáu căn huyển hiện. Điều này tôi cũng phải chiêm nghiệm lâu lắm, thưa đại chúng.
Cái này nó từ trong quyển luận Đại Thừa Khởi Tính. Chúng tôi có duyên đọc quyển luận đó khoảng 15 tuổi thôi. Vì ngày xưa đó không có khoe đại chúng nha, các hồi xưa không có nhiều phương tiện để mà giải trí. Cho nên điều kiện giải trí của chúng tôi là bạn học nè, ở đầu bàn này có bộ Phật học phổ thông. Nó lẻ từ quyển nhỏ. Thế là học mệt rồi á, cũng nhìn mây nhìn trời rồi thì lấy cái quyển này đọc một đoạn ngắn thôi. Tìm hiểu xong rồi bỏ xuống học tiếp. Cho nên khi đọc Phật học phổ thông, tiếp xúc với cái bộ luận Đại Thừa Khởi Tính, nhiều chỗ không hiểu. Và cái gì không hiểu mình cứ để đó, mình biết mình chưa hiểu. Và cứ tập trung. Những khi đọc những bộ kinh luận khác thì mình nhớ đây đáp án cho cái mình chưa hiểu. Cứ thế thôi. Và cho tới khi hiểu thì chúng tôi thấy quá tuyệt vời. Tam tế là vô minh trụ tướng. Rồi sau đó mới qua lục thô. Không có tam tế, không có lục thô. Mà nên nhớ tam tế lục thô ở vị trí nào trong cuộc đời mình? À, nó là đường sanh tử. Để đối diện với nó, đối đãi với nó chính là đường bất tử, bất sanh bất diệt. Nên nhớ chỗ này nha. Tuy nói về tam tế lục thô là đường sanh tử, nhưng mục đích để chúng ta block cái đường sanh tử lại từ cái vô trụ. Và để đối trị với vô minh trụ tướng thì cần phải làm gì? Ly tướng là vô trụ. Và ly tướng vô trụ chính là con đường bất tử. Chính là sống với tâm thể tịch diệt, như bất sanh bất diệt. Mấy người đệ thấy những cái bài pháp của mình nó cùng một tư tưởng. Cho nên khi mà thấy như vậy rồi cái mình mới hiểu. Vậy không nhiễm sáu trần là hộ pháp. Chúng ta phải đặt câu hỏi, không nhiễm là sao? Nhiễm là sao? Cái này có nhiều kinh nghiệm phát biểu thử Phương Nhàn. Nhiễm là sao con? Khi nào biết là con nhiễm rồi đó? Mô Phật, con là Phương Nhàn. Thưa Thầy, khi mà thấy con nhiễm là con thấy cảnh, rồi bắt đầu con dùng cái tâm phan duyên của con phân tích, rồi con lý luận, rồi con tranh cãi. Lúc mà tranh cãi dữ dội là biết phải ha, nhiễm nhiều hay ít? Nhiễm nhiều rồi đó. Mà kêu bằng nhiễm tới trầm trọng, tới độ phải đi bệnh viện trị luôn á, là chính là lúc sân si dữ dội khởi lên. Còn lúc trụ tướng là bắt đầu vô minh rồi đó. Mà vô minh chính là gì trong cái số 3? Tam tế là nói rồi, bây giờ là cái gì khác cũng số 3? Ba độc tham sân si. Nha, đừng có chờ tôi nói dùm hết. Nói dùm hết không có nhớ đâu. Mình phải không nhớ, ráng nhớ. Thì lâu ngày nó mới rơi vào tạng thức của mình, nó mới thuộc về của mình. Còn chờ nghe người ta nói thôi là của người ta, không dính của mình. Ở đây không nhiễm sáu trần là hộ pháp. Pháp là chỉ cho tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Đó, nó khác với cái giai đoạn đầu dùng hộ pháp giống như ủng hộ tam bảo thôi. Dĩ nhiên là cũng ủng hộ pháp, nhưng mà nó còn xa, nó chưa có cái sâu sắc giá trị. Pháp chỉ cho tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Còn chúng ta dùng chữ pháp là chỉ cho giáo lý của Đức Phật, cũng quý vậy, nhưng mà nó chưa phải bước qua phần thực hành. Cái kia còn là văn tự thôi. Đó. Thành ra hai nghĩa nó giống nhau không? Khác nhau. Vì vậy nên tâm mình không nhiễm sáu trần là giữ cho tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh chính là đang hộ pháp. Đó, hiểu rồi nha. Và mình có phát nguyện hộ pháp không? Hộ pháp.
để không những Phật pháp hưng thịnh mà chính ra là cho tâm mình luôn luôn ở trong cảnh giới an lạc giải thoát của chánh pháp. Định nghĩa thứ tư, ra khỏi sanh tử là xuất gia. Ra khỏi sanh tử là xuất gia. Trong nhà thiền lâu lâu sẽ được các vị tổ sư sẽ hỏi: thầy đi tu bao lâu rồi? Có vị trả lời: con đi tu 5 năm hay 10 năm gì đó. Thì tổ sẽ hỏi: thầy xuất gia chưa? Mình nghe lạ không? Đi tu là xuất gia rồi chứ sao còn hỏi thầy xuất gia chưa? Thì những người bên ngoài không hiểu, mới phê bình rằng đã đi tu rồi mà còn hỏi xuất gia chưa là cái gì? Và cho rằng cái câu hỏi này ngớ ngẩn. Nhưng không hiểu rằng khi mà tổ hỏi đi tu bao lâu và xuất gia chưa là muốn hỏi vị tu sĩ đó đã ra khỏi sanh tử chưa? Ra khỏi sanh tử chưa? Vì xuất gia có mấy ý nghĩa? Xin giơ ngón tay trả lời. Bên này những vị xuất gia vô duyên trả lời được nha. Xuất gia thiệt trả lời được đúng không? Hay đưa lộn ngón tay nữa. Có ba ý nghĩa. Một là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục. Hai là xuất phiền não gia, gia là nhà nha, ra khỏi nhà phiền não. Và thứ ba là xuất tam giới gia. Đó, ý nghĩa ra khỏi nhà thế tục. Đó, thật ra cái nhà này ra khỏi khó lắm á, nó cột dữ dội lắm. Nó cột bằng gì? Những sợi tơ rất là mong manh nhưng mà rất là chắc. Cha rành quá, đâu cầm micro nói hết thử coi còn biết bao nhiêu thứ. Đây là phương diệt, bên cạnh có thể phương nhàn, phương gì đó, chân niệm tường bổ sung thử. Ái cái gì con? Dạ mô Phật, thưa thầy, con là phương diệt. Thường á, nếu mà ra khỏi cái nhà của mình á thì nó bị cột ở cái ái, ái chồng, ái con, ai cha, ai mẹ, rồi ai em, ai đủ thứ hết trơn nó cột. Mẹ ơi, tôi kể đông vậy tôi không tin dữ dội gì đâu. Dạ thiệt, thưa thầy. Theo trường hợp con, như con nhìn con đi, con bị cái gì cột? Nói ái chồng, ông chết rồi. Ái gì? Chết rồi. Bây giờ còn ái con. Phải không? Dạ, có chút chút. Phần đó nó lo mà sao ái cái gì? Ái ngã đó con. Dạ đúng rồi thưa thầy, ái ngã. Sợ vô tu rồi bị đì. Dạ, ngủ không được như ý, đi không được như ý, làm không được như ý. Thành ra mình chưa đi tu là mình khóc rồi đó. Khóc là gì? Trời ơi, bắt đầu bị đì rồi ha. Bị vô kỷ luật. Nhiều khi mình chịu không nổi. Hả? Rồi cầm micro. Đây là lời phát biểu của Phương Nhàn. Sở dĩ không đi tu là vì sợ. Cái này con nói tâm trạng chung thôi, chứ không phải chung. Là con nói con nói dùm người khác. Dạ. Rồi đồng ý. Coi như đi tu rồi thì phải cạo râu tóc. Do đó cái hình tướng của nó không có được như ở ngoài như đời. Như cũ thôi. Dạ. Chứ chưa hẳn nói không đẹp nữa nha. Dạ, không giống như ngoài đời. Nhưng mà con thấy thì có vẻ là trang nghiêm hơn. Còn ngoài lý nhô lý nháo. Con khen vậy chứ con cũng ở ngoài đời. Thành ra tôi dạ, đâu có tin. Dạ, bởi con thấy con lý nhô tôi đâu có nháo tin đâu. Rồi tóm tắt là thật ra xuất gia khó lắm á. Có khi chấp nhận xuất gia rồi, có khi cũng sắp nhận ra khỏi gia đình rồi, nhưng mà tới phần cạo tóc là cũng phải suy nghĩ đó. Tất cả nó đều là phải chấp nhận một đời sống mới, không còn tập khí cũ. Và cũng rất khó khăn để quyết định. Nhưng mà khi cái lòng hướng về Tam Bảo của mình mạnh á, là mình không có suy nghĩ gì hết, chỉ có lên đường thôi à, chứ không có suy nghĩ. Thì khi mạnh, nó giống như chuyện đời mà tôi nói không biết đúng không, tại vì tôi tưởng tượng thôi chứ chưa phải tôi nha. Thí dụ quyết định lập gia đình, chọn một người, dĩ nhiên cũng phải ra khỏi nhà mình.
Và trong cái chọn đó cũng phải sống đời đời chẳng hạn. Tôi nghĩ cũng phải suy nghĩ lắm, đúng không ta? À, thì chuyện tu cũng vậy. Vì khi xuất gia là phải xuất gia trọn đời, chứ đâu phải xuất gia một thời gian ngắn. Và khi mình xuất gia là mình có lý tưởng, mình phải thành tựu cái lý tưởng của mình. Thí dụ hiểu đạo, học đạo, hiểu đạo và hành đạo, thực hành cho mình và đi giáo hóa, vân vân. À, nhưng mà thật ra đủ duyên thì nó quyết định nhanh lắm, không có suy nghĩ nhiều. Khi hỏi thầy xuất gia chưa, mình không hiểu, mình tưởng ngớ ngẩn, nhưng mà thật ra muốn nhắc thầy tu vậy đó, mà cái lý tưởng của thầy ra khỏi nhà thế gian, thầy ra khỏi chưa, hay nhiều khi đi rồi chứ cũng hay về thăm, rồi có khi nhập thất ở đó lâu nữa ha. Cái thứ hai, ra khỏi nhà phiền não, tu mà có phiền não không? À, lỡ có phiền não có điều phục không? Có ra khỏi cái trạng thái phiền não không? Đó, nhắc nhở như vậy. Và cái quan trọng nhất là ra khỏi nhà tam giới, giải thoát. Nếu không học thiền, không tu thiền, mình không hiểu được chỗ này. Sao ra đây ta? Đợi lúc nào mới ra? Chết mới giải thoát phải không? Nhưng khi học pháp kỹ, và nhất là khi học thiền, thì mình biết một niệm là ra khỏi tam giới. Nếu mình sống được với cái niệm gọi là vô trụ, vô phân biệt, niệm đó là niệm tỉnh giác, sống với chân tâm, mình thấy được và hành trì. Tôi cũng giống như đại chúng thôi, cũng phải tập tu. Cho nên tôi thấy rằng có những vấn đề nó là tập khí, thì cứ từ từ ở đó. Nó giống như dọn nhà, chỗ nào có thể sạch sẽ gọn gàng mình cứ làm, cái nào còn chưa đủ duyên thì để đó. Giống là học cũng vậy, cái môn nào có thể, đẳng cấp nào vượt qua được mình cứ cố gắng, rồi tới chỗ nào có tính sao. Thì điều tâm cũng vậy. Thì khi mà mình lúc nào cũng tha thiết điều tâm thì cái năng lực mình sẽ mạnh. Và Hòa Thượng có đặt một câu hỏi rất là bình dị và thực tế. Làm sao biết hiện tại mình ra khỏi sanh tử? Biết không? Hôm nay con cháu của Hòa Thượng cho nên biết phải không? Chứ không phải con cháu không biết đâu nha. Nếu không có giờ phút nào động tâm giấy niệm thì tự nhiên biết người đó ra khỏi sanh tử. Mình phải động, không động tâm, không giấy niệm, theo dõi nha. Nếu lỡ động tâm liền biết và dừng lại. Nếu lỡ giấy niệm thì biết và dừng lại. Mình chưa phải là bậc thánh thì có khi mình cũng còn vô minh, vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Đi đứng nằm ngồi không động tâm giấy niệm nữa thì biết mình ra khỏi sanh tử rồi. Đó mới thật là xuất gia. Cho nên kinh nghiệm của chúng tôi là huynh đệ nên tập nhiều, sắp xếp để làm sao có nhiều điều kiện mình sống với cái chỗ tỉnh thức mà vô niệm. Đi đứng nằm ngồi, cái lời chỉ dạy của Hòa Thượng rất bình dị. Đôi khi quý vị coi thường, mắt biết thấy là chân tâm phải tập, tai biết nghe là chân tâm phải tập. Mà tập lúc nào? Liên tục, ngay bây giờ liên tục. Khi có duyên ở gia đình có nhiều bổn phận mình vẫn tập được, làm cái gì mình biết cái đó, và cũng vô niệm mà phải tỉnh thức. Tại vô niệm có khi nó lặng mà có khi nó vô ký, cho nên lặng mà phải tỉnh. Rồi đi đứng nằm ngồi mình luôn an trú ở trong cái diệu dụng của chân tâm, và từ đó mình an trú với thẳng với chân tâm. Đó, phải tập mới có được cái đạo lực này. Cái nghĩa xuất gia trong nhà thiền là như thế.
À, và cái xuất gia có nghĩa là nhắc chúng ta ra khỏi sanh tử. Và đối với cái ý nghĩa xuất gia này không phải chỉ dành cho người tu sĩ, mà đôi khi đại chúng cư sĩ vẫn có thể làm được mấy phần của xuất gia. Xin giơ tay lên nếu là Phật tử, ít nhất làm được 2 phần. Nhưng mà là tu sĩ thì mình làm mấy phần? Giơ tay lên, có khi cũng giữ có 2 ngón đó nha, tôi coi kỹ lắm nha, đeo mắt kiến rồi đó. Nếu là tu sĩ thì phải cố gắng làm được 3 phần. Người cư sĩ tập ra khỏi nhà phiền não, tập sống tỉnh thức để giải thoát tam giới. Nhưng mà thưa đại chúng, giải thoát tam giới nó vẫn yếu, vì có một cái già mình chưa ra khỏi đó. Mình ra khỏi nhưng mà vẫn có cái nhà đầu tiên là nhà thế tục mình chưa ra khỏi á. Cho nên có ra khỏi tam giới nhưng mà cũng còn ở trong nhà thế tục. Cho nên cố gắng. Xin tạm dừng buổi học ở đây. Và chúng tôi thường có cái cách là đem những câu chuyện có khi là mới hoàn toàn, nhưng mà có khi là đã cũ, đã từng giới thiệu với đại chúng. Nhưng mà chúng ta sẽ giải thích với cái nhìn mới cho nó sâu sắc hơn. Vì lần đầu mà nghe một câu chuyện hành trạng của chư tổ, đôi khi chúng ta thưởng thức sự kiện diễn tiến mà chúng ta chưa có hiểu hết ý nghĩa. Để cho những Phật tử của ngày Chủ nhật cũng được lợi ích, chúng tôi dùng câu chuyện Thiền sư Vô Trước Văn Hỷ. Phần đầu thì trong khóa tu này có kể cho đại chúng nghe rồi, nhưng hôm nay không dừng ở phần đầu mà sẽ qua phần sau. Xin mời đọc trang 587. Thiền sư Vô Trước Văn Hỷ sinh năm 821 và tịch năm 900. Thiền sư nối pháp Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Xuất gia năm 7 tuổi. Xuất gia với Thiền sư Quốc Thanh chùa Thường Lạc. Học luật và nghiên cứu kinh điển. Gặp pháp nạn hội xương, sư thay đổi y phục ở ẩn trong nhân gian. Nghĩa là có những cái đời vua mà không có ủng hộ Phật pháp, cho nên gây rất nhiều khó khăn, bắt phải hoàng tục để đi lính, để đi làm dân công cho triều đình. Thì có một lúc sư phải hoàng tục, thay đổi y phục là hoàng tục, ở ẩn trong nhân gian. Niên hiệu Đại Trung năm đầu 847, Phật pháp được khôi phục. Sư đến chùa Tề Phong ở Diêm Quan sám hối và xin xuất gia lần nữa. Sám hối là sám hối lỗi gì? Cái lỗi đã vì phát nạn mà thay đổi y phục hoàng tục ở ẩn trong nhân gian, và bây giờ xin xuất gia trở lại. Sau, sư sang núi Đại Từ, yết kiến tánh không. Tánh không bảo: sao ông không đi tham vấn các nơi? Sư liền lên chùa Hoa Nghiêm trên núi Ngũ Đài, đến hang Kim Cang lễ bái. Chợt gặp một ông già dắt trâu đi ra mời sư vào chùa. Ông già gọi: quân đề. Có đồng tử già một tiếng chạy ra đón. Chúng tôi muốn dừng lại ở đây để nhắc đại chúng rằng xuất gia lần nữa không phải ai cũng có duyên xuất gia rồi ở lại bên thầy để được nuôi dưỡng cái đạo nghiệp của mình đâu. Mà ở đây sư đã đi yết kiến Thiền sư Tánh Không. Nhưng vừa đến thì thiền sư bảo: sao không đi tham vấn các nơi? Thì sư đã liền đi đến hang Kim Cang, núi Ngũ Đài Sơn. Thì để biết rằng
khi ghé tánh không có phải là ý của sư muốn trụ ở đó để mà học pháp không? Không. Cho nên được nhắc như vậy thì sư liền lên đường. Và khi lên núi Ngũ Đài Sơn, đến hang Kim Cang lễ bái, vì đó được khen ngợi là nơi linh thiêng, thì chợt gặp một ông già dắt trâu đi ra mời sư vào chùa. Ông già đã gọi đồng tử là thị giả Quân Đề, thì đồng tử dạ một tiếng chạy ra đón. Đón cái gì? Đón cái con trâu đó. Chào thầy là ông già này và đón con trâu. Đồng tử vì cái dáng ông già có khi không phải là tu sĩ. Ông già thả trâu rồi dẫn sư lên nhà trên. Nhà cửa đều chói lọi ánh vàng. Ông già ngồi trên giường, chỉ cái đôn bảo sư ngồi và hỏi: thầy từ đâu đến? Sư thưa: phương Nam. Ông già hỏi: Phật pháp của phương Nam gìn giữ thế nào? Sư thưa: thời mạt pháp, tỳ kheo ít giữ giới luật. Với cái câu này mình thấy Ngài Vô Trước đang diễn tả tình trạng thời mạt pháp tỳ kheo ít giữ giới luật. Nhưng mà khi nghe hỏi Phật pháp phương Nam thế nào mà trả lời như vậy, đạo lực của Ngài Vô Trước Văn Hỷ có tốt không? Hay là cũng là ít giữ giới luật? Đang phê bình là tỳ kheo ít giữ giới luật, nhưng mà cách trả lời như vậy có giữ giới luật không? Không. Vì quý vị phải hiểu giới luật này không phải là những cái giới mình thọ trì đâu, mà không giữ cái tâm thể thanh tịnh của chính mình, không trở về cái mà bất sanh bất diệt, bất động tịch diệt của mình. Nó khác với trường hợp thứ hai mà chúng tôi cũng đã nhắc cho đại chúng, trường hợp của Sa Di Cao. Khi được Hòa Thượng hỏi: nghe nói ở Trường An đang náo loạn phải không? Giặc giả náo loạn phải không? Thì cái vị Sa Di này liền thưa: nước con an ổn. Nước nào? Cũng là dân Trung Hoa. Nước con có nghĩa là cái tâm của mình an ổn. Chúng tôi mong rằng quý vị nuôi dưỡng được cái khí chất này. Chứ không phải vừa hỏi cái bắt đầu kể nha: trời ơi, lộn xộn lắm á, người này không có thuận với người kia, người kia thương người nọ rồi ghét người kia này, vân vân ha. Mình tả đủ thứ thì càng tả chính là mình đang tệ, đang không an ổn. Ông già hỏi: chúng được bao nhiêu? Sư đáp: hoặc 300 hoặc 500. Đó, hỏi chúng bao nhiêu thì Ngài Vô Trước Văn Hỷ trả lời như vậy: 300 văn, 500, tả theo sự tướng hết á. Nhưng riêng khi sư hỏi lại: Phật pháp ở đây gìn giữ thế nào? Khi sư hỏi, sư lại hỏi: Phật pháp ở đây gìn giữ thế nào? Ông già nói: rồng rắn lẫn lộn, phàm thánh chung ở. Thì đại chúng nói vậy phải đăng tả nó giống như tỳ kheo ít giữ giới luật không? Phải đâu nha, khác đây nha. Câu thứ hai thì mình hiểu liền. Sư hỏi: chúng nhiều ít? Giống như ông già đã hỏi chúng được bao nhiêu, thì ở đây Ngài Vô Trước Văn Hỷ hỏi chúng nhiều ít. Ông già liền đáp: trước 33, sau 33. Mình hiểu gì không? Tức là lúc đầu ở 33, rồi về sau cũng 33, phải vậy không? Chỗ này là cái gì nha? Nhưng mà chưa hiểu, mình có khi cũng chưa hiểu mà dám hỏi không? Không dám hỏi. Ông già kêu đồng tử đem trà và tô lạc lại. Trà và tô lạc chính là sữa, là một loại thức ăn cao cấp á, để sư, mời
Sư nếm vào cảm thấy tâm ý sảng khoái. Ông già cầm cái chung pha lê đưa lên hỏi: ở phương Nam có cái này không? Sư thưa: không. Sao? Quý vị ở nhà có cái này không? Quý vị có cái này không? À, đó. Thì sư thưa không. Thì ông già liền hỏi rằng, à, để lấy chánh văn nha, hằng ngày lấy gì uống trà? Có phải vì cái chung mà uống trà được không? À, sư không đáp được. Và khi không đáp được rồi á, thì thấy trời tối, sư mới hỏi: tôi xin nghỉ lại đây một đêm có được chăng? Ông già nói: thầy còn chấp tâm nên không nghỉ lại đây được. Sư nói: tôi đâu có chấp tâm. Ông già hỏi: thầy đã thọ giới chưa? Sư đáp: thọ giới đã lâu. Ông già nói: thầy nếu không chấp tâm thì đâu cần thọ giới. À, phải chấp tâm mới đi thọ giới. Sư buộc phải cáo từ. Nghĩa là sao? Xin trời sắp tối, xin nghỉ lại một đêm mà không được thì tới đây đành phải cáo từ xuống núi. Ông già sai đồng tử tiễn ra cổng. Sư hỏi đồng tử: trước ba ba, sau ba ba là bao nhiêu? Nghĩa là hỏi cái gì đây? Cái số chúng á, cái người đang ở đây á, là bao nhiêu đó? Thì để trả lời, đồng tử gọi: đại đức. Sư ứng thanh đáp: dạ. Đồng tử liền hỏi: là bao nhiêu? Vậy hiểu ba ba chưa? Trước ba ba, sau 33, nó có khớp với lại định nghĩa của đạo không? Đó. Sư không hồi được, lại hỏi: đây là chỗ nào? Đồng tử đáp: đây là chùa Bát Nhã trong hang Kim Cang. Sư chợt hối tiếc, biết rõ ông già kia chính là Văn Thù, song không còn gặp được nữa. Đây là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù, giống như hóa thân của Ngài Quan Thế Âm đôi khi thì hiện là một cô gái đẹp để giáo hóa những thanh niên chưa biết đạo. Có khi Ngài Quan Thế Âm sẽ thể hiện thành một cụ già, có khi là một ông già, vân vân. Thì ở đây Bồ Tát Văn Thù thể hiện là một ông già dắt trâu, chăn trâu. Sư bèn quay qua đảnh lễ đồng tử, xin một câu từ biệt. Đồng tử nói kệ: xin mời đại chúng cùng lặp lại bài kệ này. Trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân tỏa diệu hương, trong tâm không sân là trân bảo, không nhơ không nhiễm thấy chân thường. Đó, tất cả đều hướng đến tâm của mình. Và cái tâm nó thể hiện cái diệu dụng qua mặt. Nếu tâm mình thanh tịnh thì cái mặt mình có sân không? Không sân. Còn khi mình sân thì mình không còn là tâm thanh tịnh nữa, mà tâm đó là tâm phàm phu tạo nghiệp. Đó. Và chính cái mặt không sân này, an lạc này, mình dâng lên cúng dường Tam Bảo. Đó. Trong miệng mình nếu không sân thì đang tỏa cái diệu hương, là mùi hương. Mùi hương gì? Cái mình mua dầu thơm mình xịt, muốn mùi gì xịt mùi nấy phải không? À, mùi hương giải thoát. Đó. Trong tâm không sân là trân bảo. Đó, khi không sân chính là lốt tâm thanh tịnh thiện tiền, gọi là trân bảo. Vì với tâm này mình sẽ an vui nơi hiện tại, mình tạo nhiều hạnh lành, và chắc chắn mình sẽ sanh, luôn luôn sanh về đường lành.
tâm lúc nào cũng không nhơ, không nhiễm. Nhơ nhiễm để chỉ cho không có tham sân si. Đó, thì đó là cái tâm chân thật, tâm thường hằng, bất sanh bất diệt. Chữ chân thường là như vậy. Và khi nói xong như vậy thì đồng tử và chùa đều biến mất. Thì đây là cảnh giới hóa hiện để độ ai? Để độ Ngài Văn Hỷ. Nhưng Ngài Văn Hỷ ngộ chưa? Chưa ngộ. Đó, đôi khi chúng ta có duyên nhưng mà chúng ta lại chưa đủ phước, phước duyên chưa đầy đủ. Sư nhìn lên hư không, thấy trong đám mây ngũ sắc có Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử lông vàng bay qua lại. Chợt có đám mây trắng từ phương đông đến, Bồ Tát Văn Thù liền ẩn mất. Nhân đây sư ở lại núi Ngũ Đài một thời gian để tu, để nuôi dưỡng những cái gì mà mình vừa được được khai thị. Niên hiệu Hàm Thông thứ 3, 862, sư đến viện Quán Âm ở Hồng Châu tham kiến Ngưỡng Sơn. Ngay nơi lời nói đốn ngộ được bản tâm, bèn ở lại làm điển tọa. Có nghĩa là sau khi đi núi Ngũ Đài Sơn rồi ở lại một thời gian chuyên tu thì đến tham kiến Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, thì ngay một lời nói sư liền đốn ngộ được bản tâm. Bản tâm mà trước 33, sau 33, bản tâm mà khi dơ chung trà không có. Thưa đại chúng, thì tới đây sư liền ngộ và đến một pháp hội để làm điển tọa. Điển tọa là một chức ở trong chúng, nó giống như là tri sự vậy đó, làm tất cả mọi việc. Vừa chính đích thân mình làm, vừa điều chúng để cùng làm công tác, để gìn giữ ngôi tam bảo. Chúng tôi thêm một câu ngắn trong hôm nay thôi. Một hôm sư nấu ăn, chợt thấy Bồ Tát Văn Thù hiện hình trên nồi cháo. Chúng ta hãy tưởng tượng nếu giờ này tại thiền viện Vô Ưu, trong cái bếp ăn nấu cháo hay nấu mì hay nấu gì bánh canh chiều nay, mà hiện hình ở trên cái nồi khói đó bay lên á, là hình Bồ Tát Văn Thù, thì sao? Mời Khánh Thí phát biểu. Lúc đó nếu trong cái nồi bánh canh chiều nay của con đang nấu sôi, tự nhiên có hình bóng của Bồ Tát Văn Thù hiện lên, con làm gì? Con mở micro cho chị đi, chị hơi run. Rồi nếu không thì con phát biểu luôn đi Khánh Thiện. Con làm gì? Ráng nói coi. Nói đại, nói trật, người ta còn nhớ lâu nữa đó. Tôi nói kinh nghiệm rồi, không có sao đâu. Nếu có Bồ Tát Văn Thù thì sao? Chưa tưởng tượng được gặp Bồ Tát phải không? Thấy con cũng cầu dữ lắm mà. Thưa đại chúng, trong cái hành trạng của Ngài Vô Trước Văn Hỷ thì sư liền, sư lấy cây dầm quậy cháo, đập vô đâu? Đập cái hình bóng huyễn hóa mà Bồ Tát Văn Thù mới xuất hiện. Mình dám không? Đi núi Ngũ Đại Sơn không dám hay chưa dám ha? Đi núi Ngũ Đại Sơn là để yết kiến Bồ Tát Văn Thù nơi cái điện thờ thôi, mà có cái ông già xuất hiện ra, đâu có ngờ là Bồ Tát Văn Thù muốn cho mình gặp dưới cái thân tướng hóa hiện này. Rồi khi về rồi mới biết đó là Ngài Văn Thù. Và khi biết Ngài Văn Thù thì Ngài còn hiện lên một lần nữa, là trong hư không đám mây ngũ sắc, Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử lông vàng bay qua bay lại. Rồi sau cùng thì có đám mây trắng từ phương đông đến, Bồ Tát mới ẩn mất. Vậy mà Ngài liền quyết định ở Ngũ Đài Sơn. Thế mà sau khi ngộ đạo rồi, chợt thấy Bồ Tát Văn Thù khi Ngài nấu ăn. Nên nhớ ngộ đạo vẫn nấu ăn nha, chứ
Chứ có nhiều người nói trời đi tu có phải nấu ăn, chứ giờ đi tu có dắt ai theo nấu không vậy mà không chịu nấu. Đó, ngay ngộ đạo rồi vào chúng, có vị ngộ đạo xong là sắm một cái dầm để sẵn sàng vào chúng đứng bếp. Đó là ngày Tuyết Phong Nghĩa Tổ. Chứ ở trong nhà thiền không phải ngộ đạo cái bắt đầu sắm cái ghế cho đẹp đẹp ngồi đâu, không có đâu. À, sư chợt thấy Bồ Tát Văn Thù hiện hình trên cái nồi cháo lúc sư đang nấu ăn, và sư liền lấy cái cây dầm đang quậy cháo. Cây dầm này lớn hay nhỏ thưa đại chúng? Nó giống như cái chèo vậy đó. Vì lý do chúng rất đông, cái nơi ở sư ở bao nhiêu? 300 cho tới 500. Và khi lấy cây dầm quậy cháo đập, sư nói Văn Thù tự Văn Thù mà Văn Hỷ tự Văn Hỷ. Văn Hỷ là tên ai? Chính là tên của sư. Bồ Tát Văn Thù liền nói kệ. Vậy Bồ Tát Văn Thù có giận ngài không vậy? Thưa đại chúng, Văn Thù tự Văn Thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ là sao? Xin phát biểu Thánh Niệm, ơi Thánh Như, là sao? Mô Phật bạch thầy, trong kinh Hòa Thượng dạy á, đưa sát gần gần, dạ, khi mà gặp Phật thì đánh Phật, gặp không có đánh mà nha, phùng đúng. Phật sát Phật nha. Đánh là nó khác nữa, sát là dẹp á, dạ. Là giết á, là giết. Dẹp á thì bây giờ... Dịch là giết nhưng mà thực sự là dẹp. Dạ, ừ. Thì bây giờ Ngài Văn Hỷ gặp Ngài Văn Thù ở đâu? Trong nồi cháo. Khu. Trong nồi cháo. Dạ khó. Trời sao mà cho những nồi vậy đó. Khói ở trên nồi cháo. Dạ, nó mới có hiện hình ở trong đó. Dạ. Rồi. Thì Ngài Văn Hỷ nói là Văn Thù tự Văn Thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ ra. Văn Thù là cái bóng bên ngoài, còn Văn Hỷ là tâm mình. À, mình đâu có dính dáng gì đâu. Đó, vì ngày sau mà mình phải hướng lại, mình cầu mình lại. Mà sau khi hiểu vậy cái hết lại, hết cầu, hết kính trọng phải không? Vẫn kính trọng, nhưng đó là một tâm hạnh Bồ Tát giáo hóa chúng sanh để Phật Pháp trường tồn, cứu khổ cho chúng sanh. Còn sau khi được chỉ dạy rồi thì chính mỗi người phải nhận được cái ông Phật thanh tịnh sẵn có của mình, thì chính là Văn Hỷ tự Văn Hỷ. Nó không còn hướng về bên ngoài cứ lễ lại cung kính, mà mình lại quên lễ lại cung kính chính cái tâm thanh tịnh, an lạc, thánh thiện của chính mình. Đó. Và lúc đó Bồ Tát Văn Thù liền nói kệ, tặng cho cái vị thiền sư đã ngộ đạo và đi đúng chánh pháp này. Bài kệ: dưa đắng đắng cả rễ, dưa ngọt ngọt tầng dây, tu hành ba đại kiếp còn bị lão tăng rầy. Ý nghĩa dưa đắng đắng cả rễ, dưa ngọt ngọt tận dây, xin phát biểu những giờ phút cuối cùng, xin phát biểu, không phát biểu ráng chịu ha, về tha hồ tiết. Xin mời Chân Niệm Tường, Diệu Đào, Khánh Nguyện, vân vân, quý vị micro sẵn đi, thời gian rất ít, nói càng ngắn càng tốt. Dưa đắng đắng cả rễ, dưa ngọt ngọt tận dây là sao? Bài kệ này chúng tôi đã giới thiệu với đại chúng lâu, mà khi mình nghe đừng bao giờ mình chỉ học thuộc cái văn tự rồi bắt đầu dịch tiếng Anh đọc ẹo qua ẹo lại đó rồi thôi đó, rồi không nghĩ sâu sắc thì nó uổng. Mời dạ, con. Mô Phật, kính bạch sư phụ, cái bài kệ này tụi con có được thầy dạy hồi hình như năm rồi. Thì lúc đó con cũng chọn câu này, mà giờ con cũng chọn câu này thôi. Dạ, dưa ngọt ngọt tận dây, thì khi mình đã thông suốt, đã sáng đạo rồi thì giống như thấu rõ hoàn toàn hết rồi, không còn cái gì nữa. Dạ, mô Phật. Và tại sao, một câu hỏi thứ hai, tại sao Bồ Tát Văn Thù tặng bài kệ này cho Ngài Văn Hỷ? Mời Khánh Như. Nhắc lại không nói được, uổng lắm á nha. Đó là lúc xuất chiêu. Mô Phật bạch thầy,
khi Bồ Tát Văn Thù mà tặng cho Ngài Văn Hỷ là rất là khen, thì là coi như tu đúng. Chỗ nào để khen? Chỗ dưa ngọt là ngọt tận dây á. Chưa tới nơi, rồi xong tới đó cũng được đi. Đúng, dưa ngọt ngọt tận dây là khen, nhưng mà hành trạng chỗ nào của Ngài Văn Hỷ mà để được khen? Để đó đi, đừng không cho trả lời nói một câu à, cho nó tức ha. Và khi trồng cây cũng vậy, cho nó tức nó mới ra nhiều hoa, chứ nó cho nó thoải mái nó không có ra nhiều hoa đâu. À, cho nên là giống như gọi là chữ chuyên môn là gì, hãm nó lại ha, kềm nó lại, nó sẽ ra nhiều hoa. Tu hành ba đại kiếp còn bị lão tăng rầy, tôi để dành chỗ đó, lúc nào gặp nhau đủ duyên trùng tuyên lại cái hành trạng này, quý vị phải trình bày bị rầy lúc nào, và người rầy mình là từ bi thương mình hay làm cho mình phiền muộn và hận mãi không bao giờ quên. Có khi vậy đó, hận thù mãi không quên. Tu hành ba đại kiếp trong câu chuyện này bị rầy lúc nào, và cái lúc rầy đó có phải là một ân nghĩa không bao giờ đền đáp nổi? Sao muốn phát biểu, mời. Mô Phật, kính bạch sư phụ, con là Khánh Thiện. Thì tu hành ba đại kiếp còn bị lão tăng rầy, cho dù mình có tu hành bao nhiêu kiếp nữa, thì lúc mà vô minh trụ tướng á, thì vẫn xúc sự, thì mình vẫn tạo nghiệp. Cho nên lúc mà sư phụ rầy là sư phụ từ bi nhắc nhở. Lúc mà sư phụ nhắc nhở thì mình biết, thì mình buông. Thì lúc đó là mình trở lại cái bản tâm thanh tịnh của mình sẵn có rồi. Ráng nhớ nha, thầu bạn rồi để mở hoài cho nó nhớ, cho đến khi sáng đạo đó. Nhưng mà cái này là phần thêm vào thế kỷ 21, năm 2021. Còn cái khúc mà còn bị lão tăng rầy, chúng tôi muốn dẫn chứng từ thế kỷ thứ 10. Ngày sanh năm 800 mấy và ngày tịch năm 900. 900 là thế kỷ bắt đầu, thế kỷ thứ 10 phải không? Ừ, thế kỷ thứ 10. 821. Cho đến 900. 900. À, 900. Thì chúng tôi muốn nói trong cái thành trạng lịch sử này, chỗ nào là chỗ bị rầy. Đó, nhưng mà thôi thì giờ có hạn, xin dừng ở đây. Chúc đại chúng luôn luôn an lạc tiến tu, luôn luôn những gì không cần thiết nên tỉnh thức, sống với cái thanh tịnh, tịch tịnh, lặng lẽ, bất sanh bất diệt của chính mình. Và cái giúp cho mình khi mình còn yếu là ly tướng, đừng bao giờ trụ tướng. Còn nếu người đủ sức rồi thì không có nói ly hay là trụ gì hết nha, không ly không trụ. Nhưng mà khi mình yếu thì mình cũng có phương tiện để được nương đó mà nuôi dưỡng đạo lực. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây ở điểm này.